Chào mừng tất cả các bác đã quay trở lại với kênh YouTube chính thức của Nam Tép Audio để được cập nhật những sản phẩm mới nhất, những video hướng dẫn những sản phẩm mới nhất. Thì Nam Tép xin kính mời tất cả các bác chúng ta click vào cái nút đăng ký theo dõi kênh nằm ở phía dưới góc dưới tay trái tay phải bên màn hình của các bác nhé. Để trở về với chủ đề chính ngày hôm nay. Thì trước mắt các bác đây là mấy con vàng số của hãng Party House. Thì hôm nay Nam Tép sẽ làm clip để giới thiệu cái con vàng số này, và thứ hai nữa là để hướng dẫn cho các bác cài đặt. Thì như các bác biết là hiện nay là trên thị trường là vàng số Party House là khá là nổi tiếng, thậm chí là có tiếng nó còn vượt hơn cả X3 và X5 trước đây. Thì bởi vì cái lý do của nó hiện nay là cái dòng sản phẩm bãi của cái hãng này bây giờ nó thải ra rất nhiều, đến kỳ thanh lý, cho nên mà nhập về Việt Nam rất nhiều, là dân mình sẽ được tiếp cận hơn nhiều hơn đối với cái dòng vàng số này. Thì dòng vàng số này thì như các bác đã biết là hiện nay là đang bán lẻ là 2,5 triệu một con. Dòng vàng số này phải nói là dòng cái echo và dị vợt của nó rất chi là tuyệt vời, rất tuyệt vời các bác. Và đặc biệt nữa là nó rất là dễ chỉnh. Nam Tép chỉ hướng dẫn qua clip này các bác về có thể tự chỉnh. Và một cái ưu điểm đặc biệt của nó nữa mà Nam Tép rất thích là chỉnh tay còn dễ và nhanh hơn là chỉnh máy tính. Phải nói là trong cái thời gian mà các bác mà cắm máy tính, khởi động máy tính và kết nối được máy tính thì Nam Tép có thể cài được mấy con vàng này rồi. Nó đặc biệt là thế, nó rất nhanh. Và thực ra nó là vang số nhưng mà đối với cái dòng này nó tối giản rất nhiều, nó không quá nhiều những cái bước, những cái thông số như các cái dòng vang khác. Và dân mình rất dễ là tiếp cận được cái dòng vang số này, rất dễ chỉnh. Có lẽ là Nam Tép bán cái dòng vang số này rất nhiều. Các bác về cần hỗ trợ gì có thể điện thoại cho Nam Tép, Nam Tép có thể hướng dẫn các bác chỉnh qua điện thoại vẫn được. Nhưng hôm nay Nam Tép cứ làm cái clip này để giới thiệu sâu hơn các bác. Phải nữa, Nam Tép giới thiệu về cái dòng vàng số này. Đây như các bác, đây là ba dòng vàng số, nó có tên khác nhau. Cái trên là của BD Audio MT700, dưới là Gatina MK600, là D Party House DAK700S. Thực ra ba con này là một, nó giống như là các bác tưởng tượng giống như con X5, nó có nhiều hãng sản xuất, nó có in tên nhiều tên khác nhau, nhưng thực ra thằng này, thằng Party House, nó là cha đẻ của tất cả các hãng sau này. Tức là nó sản xuất vì là cái này là họ đặt hàng của Party House ra, thì nó giống nhau cả, em ba con này là như nhau, nó cùng một công ty. Để cho nên mà Nam Tết sẽ hướng dẫn một con và các bác có thể áp dụng được tất cả các cái con còn lại, còn là Party House này, BD này, tóm lại là những cái con vàng số. Clip này Nam Tết hướng dẫn các bác có thể chỉnh được cho tất cả các vàng số có ngoại hình, có ngoại hình giống nhau, giống của Party House như thế này là các bác chỉnh theo như clip này là được. Thứ hai là áp dụng đối với tất cả các dòng âm ly của Party House và vàng số Party House, nó giống nhau cả. Cho nên mà các bác chỉ xem, cần xem clip này các bác có thể chỉnh được tất cả các dòng vàng số khác. Và không để các bác mất nhiều thời gian nữa, Nam Tép phải đã đi vào vấn đề luôn. Thứ nhất là để giới thiệu về cái phần đằng sau của cái bảng số này. Thì Nam Tép phía sau các bác có thấy là nó còn có bốn cổng, hai cổng này là red line, là để xuống đẩy red line, cổng center để lấy tín hiệu của loa center và cổng sub lấy tín hiệu của sub. Hai cổng này là để cắm cho micro. Micro các bác có cái cổng Canon, không dây Canon này chúng ta có thể dùng được. Đây như Nam Tép đang dùng con này cắm ở phía sau, hay cắm phía sau của nó, tức là cổng Canon luôn. Mì có thể mic là hai đầu Canon, nó cắm ở đây mic có dây cũng được, không dây cũng được, tức là cứ có chân Canon và cắm vào trong đó. Ok, còn thứ nhất là bây giờ về phía trước, nhất là phía sau của nó đây nữa, nó có ba cái cổng này là cổng để ghi 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 tín hiệu, ghi âm thanh. Cái cổng này video này chúng ta không không quan tâm, tức là không dùng đến, cổng này cũng không dùng đến, chúng ta chỉ dùng cổng đỏ với cổng cổng trắng này thôi nhé. Hai cổng này là hai cổng tín hiệu vào. Đây chúng ta có AUX với BGM, chúng ta có thể chọn cắm một lúc hai tín hiệu vào, có thể là từ đầu đĩa, có thể là từ điện thoại, thì chúng ta sẽ chuyển đổi phía trước.
Đấy. Rồi đây là phần phía sau, đây là cáp USB, cái này đây, có vào cái máy tính. Rồi đây là phần phía sau, phía trước thì nó chúng ta còn có các phím chức năng. Một đây là chỉnh phần vang nhại, chỉnh phần mic, để chỉnh phần nhạc, nút chống hú và nút center, cái này để tăng bass. Thứ hai nữa bên này là có nút tăng giảm tông nhạc, tăng giảm tông nhạc, volume của mic, volume của nhạc. Đấy. Và đây nữa là chỉnh gain, tức là độ lớn nhỏ của mic. Chúng ta phải lấy cái này, phải lấy bút điện. Đây 1 2 3, hắn có 3 cái này, tăng to nhỏ của mic. Rồi. Thứ nhất là cái phần thứ nhất là để các bác là để tiếp cận ngay cài đặt ban đầu. Ví dụ như cái vang này bây giờ Nam Tép sẽ giới thiệu cho các bác. Chúng ta bắt tắt bật lên. Rồi. Làm sao để lên các cái số này, nó nằm cố định ở đây. Đây. Đây để nó tiếp sát này. Rồi làm sao để chúng ta khi mà bật lên, tắt máy, bật máy lên, chúng ta để hân hiện được các những cái số này. Độ lớn của nhạc là 25, KTV tức là cái vang nhại là 35 và cái mic là 28. Thì chúng ta làm đây, chúng ta có ba cái nút này. Cái Nam Tép đã nói là nó tăng giảm tông nhạc. Giờ Nam Tép sẽ hướng dẫn cái đầu tiên là cái để cho nó hiện hiện các cái số này. Lúc khi khởi động, các bác ấn cái nút dưới cùng giữ một lúc, nó sẽ hiện lên chữ min nhá nháy này. Rồi bây giờ chúng ta mới là vặn này. Đấy. Vặn cái nút vang nhại, các bác muốn khởi động nó mặc 40 thì nó sẽ nằm đây, và muốn mic mic khởi động lên nó nằm ngay mức bao nhiêu, mức 25. Bình thường là ví dụ như là cái mức chúng ta đủ hát là được, để 25. Và nhạc nhạc thì chúng ta để nhỏ thôi, khởi động lên 1 2 gì đó thôi, là lúc khi chúng ta nghe bao nhiêu chúng ta vặn lên bấy nhiêu là xong. Đấy. Rồi tắt đi, mở lại này. Đấy, nó nằm ngay mức 40 này, 40, 25 và cái này ở 3. Rồi xong một cái phần khi khởi động. Và thứ hai là bây giờ cái đây, bác thấy vặn cái nút mic không, nó chỉ lên được 23 hết cỡ, vặn nữa không lên được nữa. Đấy, vặn nữa không lên. Và cái nhạc này cũng thế, 30 hết cỡ, đây vặn nữa cũng không lên. Thì bây giờ làm sao để như thế, đây là khóa giới hạn trên. Thì bác thấy cái nút này không, đây ấn giữ một lúc nó hiện lên chữ mark. Đấy, mắc nhấp nháy, và chúng ta vặn lên mức bao nhiêu chúng ta sẽ để bao nhiêu. Giả sử như cái này chúng ta mic 40, music tối đa 40 và vang nhại bên này nữa. Vang nhại chúng ta để tối đa là 15. Thì bây giờ đấy, khi chúng ta vặn hết cỡ nó chỉ nằm ở cái mức này thôi. Cái này hết cỡ nó những 8 mấy cơ. Đây, bây giờ đây, tắt mở lại. Xong, đấy, vặn lên 40 hết, vặn nữa không lên nhá. Cái này để khóa trường hợp là các bác là xoay vào vặn nhiều quá nó cháy. Đấy, nó cháy. Rồi tiếp theo nữa là cái nút này, nút FBX này, như Nam Tép đã giới thiệu là phía sau này nó có hai con tín hiệu vào đây, hai chỗ vào các bác chọn đây, hai cái vào bên này đúng không, chọn bên này hoặc chọn bên này, nó chọn cái nào nó chọn. Bây giờ chúng ta làm sao để chọn là như thế, thì các bác thấy cái nút sáng tí nhá, sáng này không thấy màn hình nhá, thôi tối thôi. Cái nút có chữ FBX đây này, đây ấn giữ nút này một cái. Đấy, nó hiện lên input BMG này. Rồi, ấn cái nữa auto này. Ấn cái nữa là AUX này. Thì nó tùy theo cái cổng hao vào này, nó sẽ đây là AUX của BGM này, BGM ở trên này. Đây, có thấy cái cổng vào nhá. BGM này. Rồi, AUX ở bên này BGM. Thì chúng ta đấy. Chúng ta sẽ chọn cổng vào, còn để auto tức là bên nào có tín hiệu nó sẽ nhận bên đó, thì tùy các bác. Khi chúng ta dùng điện thoại hoặc là dùng máy tính gì đó, chúng ta có thể chỉnh đổi trên đây, chúng ta không cần phải nhổ ra cắm vào. Hai cái nữa là các bác thấy ở cái con vàng này nó có tất cả là 8 chế độ cài chống hú của mic, vang nhại 8 chế độ, 6 chế độ của nhạc và 6 chế độ của mic. Tức là chúng ta có thể là chế độ hát người mà thích echo, người thích gì vợt, người thích giọng này, người thích giọng kia gì đó tùy. Thì chúng ta có thể là chọn chế độ bằng một cú bấm. Và thứ hai nữa là music cũng thế, như đây giả sử Nam Tép bây giờ giới thiệu nha, các bác thấy cái phần trời đây, chúng ta tiếp theo này nhá, đây cái phần vang nhại này, chúng ta để trên màn hình cái KTV1 này,
KTV2, KTV3, KTV4, EF1, EF2, EF3, EF4, tức là nó có bốn, tất cả là bốn chế độ KTV và bốn chế độ EF, tức là 8 chế độ vang nhại. Chúng ta có thể chỉnh riêng mà chúng ta muốn hát cấu hình nào, chỉ việc một chúng bấm bấm vào đây nó sẽ nhảy sang cái chế độ chúng ta cần hát, giống như là chọn kênh TV. Vấn đề của mic cũng thế, mic thì nó có cả cả đây, chúng ta sẽ nhìn cho màn hình hay là mic 1, ấn cái sang mic 2 này, mic 2, mic 3, mic 4, mic 5, mic 6 và trở lại mic 1. Tức là có 6 chế độ. Chế độ nó phù hợp với những người là giọng thấp, giọng cao, giọng ái nam ái nữ, nó tốt, nó lại là tùy theo người chúng ta. Ví dụ như là bác bình thường là chế độ 1 thì tất cả những người hát, thì những người mà giọng trầm hơn thì chúng ta có thể chọn chế độ 2, chế độ 3, thì các chế độ đó các bác có thể tự chọn bằng một nút bấm. Thay vì những cái dòng vang khác thì các bác có thể là chọn nó qua nhiều nốt, nó lằng nhằng, nhưng cái này thì nó đơn giản, nó là như thế, thì các bác chỉ cần chọn như thế. Và phần music cũng tương tự, có thao qua có thể là một chế độ 1 để hát, chế độ 2 nghe nhạc mạnh, nhạc đàn, nói chế độ 3 nghe bolero, 4 thì nghe cải lương gì đó, tóm lại là đấy, chúng ta có thể cài. Và mỗi chế độ chúng ta có cách tăng giảm bass chép đấy. Rồi có thể tăng tăng giảm bass chép được. Rồi thứ hai rồi, làm sao như đây, như năm trước đã nói là vừa giới thiệu chúng ta chọn các chế độ và chúng ta tắt đi, chúng ta mở lại cái phần số đây, làm sao để cho nó hiện ngay khi khởi động, nó sẽ nằm là KTV1 và mic mic 1, music 1, hoặc là chúng ta có thể là muốn KTV2 hoặc mic music 2, tức là cái cấu hình khởi động ngay ban đầu chúng ta muốn cấu hình nào thì chúng ta sẽ chọn được. Giả sử bây giờ tôi muốn khởi động là không phải KTV1, tôi muốn KTV2, music 2 và mic 2, ngay khi khởi động nó sẽ nằm ở mức đó. Chúng ta sẽ ấn cái nút này, nút ở giữa giữa một lô đấy, và chúng ta bắt đầu chọn này, KTP2 này, mic 2 này, music 2 này, xong rồi tắt đấy, bắt đầu tắt thì mở lại nó sẽ nằm không phải một nữa mà chuyển sang hai. Tức là cái cấu hình chúng ta sẽ ưu tiên khi khởi động là hai đấy, có bạn thấy không, hai hết, xong. Đó là cái phần mà cài đặt ngay ban đầu, phần năm trước đã xong.